Chuẩn bị. Dân thuyền, dân thuyền, dân thuyền. Dân thuyền. Dân thuyền, mau dân thuyền. Cung thủ chuẩn bị. Dân thuyền, nếu không bọn ta sẽ bắn tên đốt thuyền, nghe rõ chưa? Dân thuyền đi. Dân thuyền, đừng đốt thuyền. Ta không muốn mất cả chị lẫn chài đâu. Dạ. Tất cả nghe chưa? Hả? Còn không tắt lửa đi. Lên. Đứng yên, đứng yên. Mau, đứng yên. Đứng yên, đứng yên, đứng yên. Đứng yên hết đi. Đứng yên hết đi. Ai là quan hộ tống? Là ta đây. Đồ khốn, kêu ngươi dừng lại mà còn ngoan cố sao? Người đó là lão thuyền chủ. Theo dõi sát người đeo mặt nạ đi. Lúc khai chiến bắt ông ta trước. Thiếu Lâm Tăng Binh, thuyền chủ, chúng ta mắc bẫy rồi. Bọn chúng là Thiếu Lâm Tăng Binh. Các huynh đệ, xông lên, động thủ. Nguyệt Văn, chúng ta xông qua đó đi. Đẩy những người đó ra cho ta. Các huynh đệ, quay thuyền ngược lại, kéo buồm lên cho ta. Đuổi theo chúng đi. Mau lên, bọn chúng đuổi theo tới nơi rồi. Mau cập bến đi. Đuổi tới trước, đuổi tới trước đi. Phía trước chính là Quan Sơn. Mọi người đem rương ra đây hết đi. Mau lên, mau lên, vác ra ngoài. Đồ khốn, muốn chạy sao? Đuổi qua đó đi, giết sạch tất cả bọn tăng binh cho ta. Hướng gió đổi rồi. Không được, không kịp nữa rồi. Chèo nhanh lên, chèo nhanh lên. Mau lên, mau lên. Mau lên đi. Mau lên. Sao vậy? Thích Kế Quang còn chưa tới nữa. Chúng ta cũng không chống đỡ được bao lâu. Hy vọng huynh ấy sẽ tới kịp. Giết, giết. Tới rồi. Chạy mau lên. Bây giờ tình hình sao rồi? Tướng quân còn chưa tới nữa. Không được, ta thấy bọn họ đánh nhau rồi. Cần tới giúp đỡ không? Không có lệnh của tướng quân, chúng ta không được hành động. Sư phụ, không sao chứ?
Nguyệt Văn, sư phụ, sao thầy tới đây? Mau qua giúp người không? Dạ. Sao rồi, không sao chứ? Sư phụ tới rồi. Phát hiệu lệnh đi. Giết. Toàn lực tấn công. Thích Kế Quang cũng tới rồi. Sao Thích Kế Quang cũng tới đây vậy? Các huynh đệ, chúng ta bị mai phục rồi, liều mạng với chúng đi. Sao rồi, không sao chứ? Không sao, ngài tới rất đúng lúc. Xông lên, giết. A Di Đà Phật. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại Instream. Rút, rút, rút mau. Đừng để qua khẩu chạy thoát. Một tên cũng không tha. Dạ. Cuối cùng cũng đánh thắng trận này rồi. Mỗi lần đánh trận đều chết rất nhiều người. Chiến tranh là trách nhiệm của quân nhân. Chúng ta không được lựa chọn. Nếu là vì quốc gia, chúng ta có thể đón nhận cái chết. Nhưng mà chúng ta bây giờ chẳng qua chỉ là vì ngày sinh của họ Nghiêm thôi. Được rồi, mau sắp xếp đi. Nghĩa phụ, mọi người trở về rồi. Nè, ngồi đi, ngồi đi. Con chuẩn bị sẵn tiệc mừng rồi. Nghĩa phụ, sao vậy? Thua trận rồi. Thua rồi. Sao chúng ta có thể thua được chứ? Chúng ta có đông người như vậy, lẽ nào lại đấu không thắng nổi con thuyền trúc thọ của Thích Kế Quang? Cũng không biết từ đâu xuất hiện đám tăng binh đông đúc như vậy. Tăng binh? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Nguyệt. Thích tướng quân, cô đang chờ Nguyệt Văn sao? Nguyệt Văn không bị sao chứ? Cậu ấy không sao. Chúng ta thắng trận rồi. Tốt quá rồi. Mau vào nhà đi. Nhược Lan, thực ra trước giờ ta luôn nghi ngờ cô. Vì huynh nghĩ rằng ta sẽ tiết lộ bí mật của huynh. Xin lỗi cô, ta không trách huynh đâu. Nếu có lỗi lầm, ta cũng từng lỗi lầm. Thật ra chuyện thất bại lần trước cũng có nhiều nguyên nhân lắm. Ta không thể đem chuyện thất bại đó đổ hết lên người cô được. À phải rồi, lần này cô lừa gạt bọn Hoa Khấu, bọn chúng không buông tha cho cha cô đâu. Thực ra nếu ta hợp tác với chúng thì chúng cũng không dễ dàng buông tha cho cha ta đâu. Vậy bây giờ cô tính sẽ làm gì? Trở về Liệt Biểu Sơn chờ cơ hội cứu cha ta ra, nhưng sẽ không thể nào có cơ hội đâu. Vẫn còn một cách khác nữa, là ta sẽ ở lại đây phối hợp với quân đội của chúng ta, giúp đỡ bọn họ sớm ngày tấn công Liệt Biểu Sơn, cứu cha ta ra. Cô yên tâm đi, ta nhất định sẽ nghĩ cách mau chóng tấn công Liệt Biểu Sơn. Đa tạ huynh. Tuy trận chiến này chúng ta đã thắng trận, nhưng chúng ta cũng mất một số huynh đệ. Đúng vậy, trong chiến tranh tất nhiên phải có chuyện sống chết. Nhưng mà điều ta không thể chấp nhận được, có người đã bán đứng huynh đệ của mình. Nếu ngươi không muốn lương tâm của mình bất an, hãy nhìn huynh đệ đã ngã xuống, tự giác bước ra đi. Phải, rốt cuộc là kẻ nào? Lập tức bước ra đây cho ta. Hôm nay ta nhất định phải điều tra bằng được. Để mọi người nghỉ ngơi đi, để người bị thương về chữa trị vết thương. Còn chuyện này, đợi trở về từ từ điều tra. Ngũ Kim Quý, ngươi làm gì vậy? Sư phụ, con lớn vậy rồi, lần đầu tiên viết chữ, coi một chút không sao mà. Đừng có coi của người khác, nhìn trên giấy mà viết theo. Dạ được. Sư phụ à, chữ này đọc làm sao vậy? Thiếu Lâm Tăng Binh. Thiếu Lâm Tăng Binh hả? Người nào viết xong rồi thì đem qua đây. Chỉ có 4 người biết viết chữ thôi. Huynh có còn nhớ chữ ở trên thuyền viết thế nào không? Ta không có cơ hội nhìn rõ. Dù sao tên gian tế này cũng ở trong số 4 người này. Uông Tam. À phải rồi, huynh có để ý thấy lúc ở trên thuyền hình như Uông Tam có vẻ gì đó thấp thỏm không yên. Cậu ấy cũng lần đầu tiên đánh trận mà,
nên chắc chắn lo sợ rồi. Sau này hai chúng ta cùng nhau theo dõi động tĩnh của tên gian tế này. Sớm muộn gì tên gian tế này cũng phải lộ mặt thôi. Nguyệt Văn sư phụ, nửa đêm nửa hôm thầy không ngủ, gọi con tới chỗ này làm gì vậy? Trời đang lạnh lắm đó. Ta muốn cậu làm giúp ta một chuyện đây. Được, sư phụ, mau nói đi. Trong số tăng binh của chúng ta có một tên gian tế. Trong số tăng binh này, cậu là người ta tin tưởng nhất. Dạ, đa tạ sư phụ. Ta mong là cậu giúp ta điều tra ra người đó. Nhưng mà làm sao điều tra đây? Cậu giúp ta để ý coi thử là người nào thường xuyên ra ngoài, hay là thường xuyên có hành động một mình. Được, không thành vấn đề. Bắt được gian tế này, ta nhất định phải cho hắn hân hạnh được nếm thử thiết côn của ta. Được, trở về trước đi, cẩn thận đó. Dạ được. Mấy lần qua khẩu lên bờ đều lựa chọn đúng địa phương này. Nơi này là con đường gần nhất tới Liệt Biểu Sơn. Nếu muốn triệt để tiêu diệt bọn qua khẩu thì phải tấn công vào Liệt Biểu Sơn. Muốn triệt để tiêu diệt bọn chúng phải có thủy sư mới được. Cho nên bước tiếp theo của chúng ta là phải bắt đầu kiến tạo thủy sư. Dạng biểu có cho kinh phí chúng ta kiến tạo thủy sư không? Chúng ta sẽ tăng cường tập luyện, yên tâm đi. Được, nhất định phải tranh thủ. Thích Kế Quan. Hải Thanh. Lui ra. Cô làm sao vậy? Tại sao ngươi giết ca ca ta? Đã ra chiến trường rồi, ta không còn cách nào. Quỳnh ấy sắp từ bỏ không làm qua khấu nữa. Tại sao ngươi giết Quỳnh ấy chứ? Tại sao ngươi giết Quỳnh ấy? Tại sao ngươi giết Quỳnh ấy? Thích Kế Quan, ta phải giết chết ngươi. Ta chỉ có một người thân đã bị ngươi giết chết rồi. Thả cô ấy ra. Nếu cô muốn giết ta thật, có thể ra tay bất cứ lúc nào. Nếu cô không xuống tay được thì bây giờ ta dẫn cô đi xem một thứ này. Đi theo ta.
Thôn trang này lẽ ra có hơn 30 gia đình sinh sống, tổng cộng có hơn 100 người. Nhưng mà bây giờ còn lại chưa tới 10 người. Mồ chôn ở đây toàn bộ đều là người dân bị hoa khấu tàn sát. Cô chỉ có một người thân. Ca ca cô chết, cô rất đau lòng. Nhưng ở đây có bao nhiêu người, cả gia đình bị giết chết, mất hết người thân, cũng đau khổ như cô vậy. Hoa khấu cướp đồ của chúng ta, tàn sát người dân chúng ta. Nếu thật sự muốn oán trách thì tất cả phải trách lên đầu bọn hoa khấu. Nếu bây giờ cô vẫn muốn giết ta thì cô ra tay đi. Chúng ta cần phải đồng lòng hợp sức đánh đuổi bọn hoa khấu ra khỏi lãnh thổ của chúng ta. Đây là việc cần nên làm của những người dân Đại Minh Triều. Ta chờ cô rất lâu rồi. Ngươi cũng tới đây, tại sao không trốn đi? Cha ta vẫn còn ở Liệt Biểu Sơn. Dẹp bỏ tấm lòng hiếu thảo của cô lại đi. Bắt đầu từ thời khắc cô lừa dối ta thì cô đã từ bỏ cha của cô rồi. Ta tin cha ta nhất định tán thành cách làm của ta. Con người lúc nào cũng chờ lúc làm sai chuyện gì rồi thì mới biết tới sự hối cải. Dẫn đi. Thúc thúc, coi cái này. Tên Nguyệt Văn này còn là đồng hương của chúng ta nữa. Còn Chu Tiểu Phúc tìm cha. Cha họ Chu, tên Chí Diễn, năm nay 48 tuổi, nguyên là người ở Giá Lâm, huyện Thiệp, Quy Châu, sau đó chuyển tới Giang Nam, không rõ tung tích. Ai biết ở đâu xin chỉ giùm. Phim được dịch, thuyết minh rất biết ơn và cảm tạ. Ngon lắm. Bánh rất ngon. Lâu lắm không ăn điểm tâm ngon như vậy. Có chút hương vị quê nhà. Xin hỏi tiểu sư phụ, quê cậu ở đâu vậy? Quy Châu. Ta biết cậu ta. Quả đúng là Tiểu Phúc. Thúc thúc à, thúc đang nói gì? Tên Nguyệt Văn đó đang làm gì? Mấy hôm nay hắn đang điều tra con. Con vừa nhìn thấy hắn ra khỏi quân doanh. Cậu ta đang theo dõi con sao? Không phải, không phải. Hắn đang đi tìm ả Lý Nhược Lan đó. Cậu ta đi tìm Lý Nhược Lan sao? Dạ phải. Thúc thúc, người biết Lý Nhược Lan sao? Lý Nhược Lan bây giờ đang ở đâu con biết không? Dạ biết. Đi, mau đi theo ta. Mau lên. Dạ được. Nhược Lan. Nhược Lan. Nhược Lan. Nhược Lan. Muội có đây không?
Nhược Lan. Nhược Lan. Nhược Lan. Mau đưa ả lên thuyền cho ta. Dạ, đi. Ngồi xuống. Canh chừng ả ta cẩn thận một chút. Nếu trong thành có bất kỳ tình hình gì, lập tức báo cho ta biết, nghe rõ chưa? Rõ. Cẩn thận đó. Đi. Chạy mau đi. Đứng lại. Đứng lại mau. Chạy mau. Nguyệt Văn. Chạy đi. Chạy mau đi. Huynh đi cùng ta đi. Chạy mau đi. Đứng lại. Đứng lại mau, đứng lại mau. Thúc thúc, là ở chỗ này. Mau. Thúc thúc à, không có ai hết. Đi, đi tìm mau. Nguyệt Văn. Nhược Lan. Nhược Lan, đứng lại. Đứng lại, chạy mau. Ngồi xuống đi. Sao còn ở đây vậy? Ta lo cho huynh. Thấy sao rồi? Không sao. Cô đi trước đi, ta sẽ cản họ lại. Nguyệt Văn, ta không bỏ huynh lại được. Nhược Lan, cô đi đi. Biết đâu chúng ta còn sống một người. Còn nếu cô không đi, có thể hai chúng ta cùng chết. Không, muội không muốn huynh chết. Muội muốn huynh phải sống. Nhược Lan, nghe ta nói. Hứa với ta, nhất định phải sống tiếp. Hả? Nhược Lan. Nhược Lan à, hãy men theo con đường phía trước mà đi tới. Đằng trước là quân doanh. Mùi hãy tới đó tìm Thích Kế Quan, quân ấy sẽ giúp cho mùi. Nhược Lan, ngoan đi. Hứa với ta, nhất định phải sống thật tốt. Hả? Hứa với ta. Nguyệt Văn, mau, mau lục soát đi. Mau lên. Nguyệt Văn. Đứng lại. Đứng lại mau.
đứng lại. Nguyệt Vân, Nguyệt Vân, Nguyệt Vân sư phụ. Quân Tâm, tới đằng trước coi thử đi. Đứng lại, ngươi chạy không thoát đâu. Nguyệt Vân sư phụ, Nguyệt Vân sư phụ, Nguyệt Vân. Đứng lại, đứng lại. Nguyệt Vân, thúc thúc, đây có thể là tăng y của Nguyệt Vân. Nguyệt Vân, mau qua bên đó tìm đi, mau lên. Dạ. Chúng ta đi theo hướng đó. Đi thôi, đi thôi. Bình thường không? Bình thường. Nhìn thấy chưa? Hình như chúng đi theo hướng đó. Tốt lắm, tấn công theo hướng đó, chú ý ẩn náu. Rõ. Đi thôi. Tấn công, tiến lên. Quan binh tới rồi, quan binh tới rồi. Đà Môn trường tồn. Mau lên, mau lên, mau lên. Quân địch tấn công rồi. Thích Kế Quan tới rồi sao? Hắn đúng là to gan, dám thừa dịp Tết Trung Thu tấn công chúng ta. Tới rất đúng lúc, ta sẽ cùng các quân đệ bao vây chúng trên đảo, không tha cho một tên nào. Đi theo ta. Mau xông lên.
Cậu không ra chiến trường sao? Ta đang chờ mệnh lệnh của lão thuyền chủ. Cậu giết một người giùm ta. Ai? Tiểu Phúc, cũng tức là Nguyệt Văn. Hắn là con trai của ông. Chuyện này ta biết rõ hơn cậu mà. Cha hối hận rồi đúng không? Ra tay đi, Nguyệt Văn. Khẩn Na La Dương. Nguyệt Văn, là ta. Nguyệt Không, quả nhiên huynh còn sống. Ta chưa gặp mặt huynh lần cuối thì đương nhiên ta còn sống rồi. Vẫn giống như trước đây. Người xấu mới cần thay đổi. Ta giống là người tốt, ta không cần thay đổi mà. Nào, chúng ta đi thôi. Huynh tới cứu ta sao? Không phải. Là Khẩn Na La Dương tới cứu huynh. Chân của huynh. Chân ta bị đứt gân rồi. Tại sao lại như vậy? Không sao, tâm của ta vẫn lương thiện. Nào, ta cõng huynh. Đi thôi. Nguyệt Không, chúng ta chiếm được Liệt Biểu Sơn rồi sao? Bọn họ vẫn đang đánh nhau. Cái gì? Nguyệt Không, huynh không nên tới đây. Ta tới đây là để cứu huynh mà. Huynh là một binh sĩ, huynh không nên rời khỏi chiến trường đâu. Nhưng ta không thể bỏ rơi huynh đệ của mình. Huynh không đánh giặc mà lại tới đây cứu một tên tàn phế như ta. Huynh không phải là tên tàn phế, huynh là một anh hùng. Nếu bây giờ huynh không trở về chiến trường, huynh không còn là huynh đệ của ta. Đi thôi, Nguyệt Văn, đi mau, đi mau đi. Đi mau đi. Ta sẽ không đi một mình. Đi thôi, buông ta ra. Nguyệt Không, buông ta ra. Buông ta ra.
Rút lui, rút lui. Rút. Mau cho nổ tung chúng đi, mau lên. Dừng lại. Kim Khoa, có, truyền lệnh. Lập tức rút lui, rõ. Phương trưởng, chúng ta đi thôi, chuẩn bị rút lui. Nguyệt Không còn chưa trở về. Phương trưởng, không rút lui là không kịp đâu. Nguyệt Không còn chưa trở về. Nguyệt Không, thả ta xuống đi. Nguyệt Không, mau thả ta xuống đi. Nguyệt Không, bỏ ta xuống đi. Nguyệt Không, mau thả ta xuống đi. Nguyệt Không, làm vậy liên lụy tới huynh đó. Ta nói rồi, ta sẽ không đi một mình. Huynh muốn chết chung với ta sao? Rất nhiều huynh đệ lúc kết bái đều nói, không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ mong chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Nhưng ở Thiếu Lâm Tự không có tăng nhân cùng nhau viên tịch. Giờ ta có thể chết chung với huynh, cũng là kết cục không tệ đâu. Nguyệt Không, mau đi đi. Mau đi đi. Hai người đi đi. Sao còn không đi? Ngươi sẽ hối hận đó. Hối hận cũng là chuyện sau này. Đa tạ. Kim Khoa, có. Rút lui, rõ, rút lui. Dừng, dừng. Kim Khoa, có. Chuẩn bị hỏa khí. Nhưng chúng ta đã rút lui, ta kêu chuẩn bị đi. Hỏa khí binh, chuẩn bị. Mau lên. Mau. A Di Đà Phật. Mau, mau lên. Mau lên. Đi. Mau, 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 mau. Mau lên. Mau lên. Mau lên, mau lên. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Làm gì vậy? Quân biết rõ quân pháp như núi, vậy mà vẫn làm trái. Xin lỗi tướng quân, ta bằng lòng chịu phạt theo quân pháp. Nhưng mà người hôm nay quân cứu được là anh hùng của chúng ta, Thích Kế Quang. Không ngờ qua lâu lắm rồi ngươi vẫn thưởng phạt không rõ ràng. Được,
thưởng phạt nhất định phải rõ ràng. Hôm nay coi như huynh ấy lấy công chuộc tội, cho nên xem như không có công lao gì hết. Tướng quân, huynh vốn biết rõ ta đâu cần công lao gì. Đi mau, các người làm gì vậy? Bọn ta tới để giúp đỡ thôi, im miệng đi. Đi mau. Mọi người tới đây làm gì? Bọn ta tới phụ giúp cứu người bị thương. Đây là Liệt Biểu Sơn, không phải Thành Ninh Ba, rất nguy hiểm. Nhược Lan đã cứu được Nguyệt Văn rồi. Con không thể đi lại được nữa. Phương trưởng sư thúc cố chấp rồi. Ta cố chấp sao? Chân của con không thể đi lại, nhưng lòng con lại càng sáng hơn. Phương trưởng sư thúc, người nói xem, có phải người đang cố chấp với biểu hiện bên ngoài không? Đúng vậy. Là ta cố chấp với biểu hiện bên ngoài. Phương trưởng sư thúc, con muốn thụ giới. Con nghĩ kỹ chưa? Con muốn được xuất gia. Con đã làm tốt sứ mệnh của mình. Xin phương trưởng sư thúc tác thành. Sư phụ con từng kể cho ta nghe một câu chuyện. Có một bầy dê gặp một con sói hung ác. Sau đó có một con dê quay trở về. Con dê này liền biến thành dê đầu đàn. Bây giờ ta sẽ giúp con thụ giới. Sư thúc, thụ giới ở nơi này sao? Không phù hợp đâu. Trên chiến trường không cần để ý tới những lễ nghi rườm rà. Chúng ta mau chuẩn bị đi. Nguyệt Văn, Nguyệt Văn, Nguyệt Văn, Nguyệt Văn. Đúng là huynh vẫn còn sống. Muội biết huynh sẽ trở lại mà. Có phải huynh không đứng lên được không? Đây, muội đỡ huynh đứng dậy. Nào, Nhược Lan, hai chân của ta đã phế rồi. Không sao đâu, huynh còn có muội. Muội có thể chăm sóc huynh. Nhược Lan à, tục duyên của ta đã hết. Giờ ta đã quy y cửa Phật, chính thức trở thành đệ tử của Phật môn. Tục duyên đã hết. Huynh nói vậy là sao? Huynh muốn xuất gia sao? Chẳng lẽ muội chỉ là tục duyên của huynh? Mọi thứ ở thế giới bên ngoài đều là tục duyên. Huynh quên chúng ta đã bái đường thành thân sao? Nhược Lan, ta nói rồi, đó đều là giả. Đó là vì ta muốn cứu muội. Những lời huynh nói với ta trước đây cũng là giả sao? Đừng niệm nữa, ta không để Nguyệt Văn xuất gia đâu. Nguyệt Văn, đi, chúng ta về Thành Ninh Ba đi. Đi, Nhược Lan. Xin lỗi muội. Nguyệt Văn, Nguyệt Văn, huynh nghe muội nói đã.
Trước đây muội luôn sống vì người khác, bây giờ muội muốn sống vì bản thân mình, dù chỉ một lần. Muội không cần gì hết, muội chỉ cần huynh thôi. Muội mặc kệ huynh nói gì, muội nhất định phải gả cho huynh. Muội muốn làm thê tử của huynh. Không ai có thể ngăn cản được chúng ta hết, không ai có thể làm muội thay đổi hết. Nguyệt Văn, Nguyệt Văn, Nguyệt Văn sẽ không xuất gia đâu. Ta sẽ không để Nguyệt Văn rời xa ta. Duyên phận của ta và huynh ấy vừa mới bắt đầu thôi. Các người từ bỏ ý định đi. Nguyệt Văn, Nguyệt Văn, Nguyệt Văn, Nguyệt Văn, huynh nhìn muội đi. Lý Nhược Lan muội chính thức nói cho huynh biết, muội nhất định gả cho huynh. Muội muốn làm thê tử của huynh. Chúng ta sẽ sống với nhau tới bạc đồng. Muội muốn huynh trở thành phu quân hạnh phúc nhất trên đời. Muội đã nghĩ kỹ rồi. Sau khi đánh đuổi giặc qua, chúng ta sẽ tới Liệt Biểu Sơn hoặc một hòn đảo nào đó. Mỗi ngày trồng trọt, dệt vải, tóm lại làm gì cũng được hết. Muội không để huynh rời xa muội đâu. Nguyệt Văn, Nguyệt Văn, muội không muốn rời xa huynh đâu. Nguyệt Văn, Phương Trường sư thúc, thụ giới cho con đi. Lão Hòa Thượng, ta cầu xin ông. Nguyệt Văn, muội có thể chăm sóc huynh cả đời mà. Chăm sóc huynh tới khi ta già đi, già tới nỗi không đi nổi nữa. Chúng ta cũng có thể cùng nhau ngắm mặt trời mọc mà. Phương Trượng sư thúc, xin người. Đứng lại, không được chạy, không được chạy. Đứng lại. Các vị huynh đệ, xin tha mạng, xin tha mạng. Xin tha mạng cho bọn ta. Các vị huynh đệ, xin tha mạng. Dương gia, chén cơm trên biển ngày càng khó ăn rồi. Cầu xin ngài cho bọn ta con đường sống. Dương gia, bọn ta cũng chỉ bất đắc dĩ thôi mà. Dương gia, Dương gia, cầu xin ngài cho bọn ta con đường sống đi. Chúng ta đang đối mặt với sự đoàn kết của địch, nhưng những kẻ chạy trốn chỉ có người Đại Minh. Đúng là mất mặt. Người đâu? Có, có. Lôi chúng ra ngoài chém đi. Rõ. Dương gia xin tha mạng. Dương gia xin tha mạng. Các vị, ta xin lấy nước thay rượu, kính các vị một chén. Đây là lần đầu tiên ta kính mọi người, và có thể đây cũng là lần cuối cùng. Ta là tướng quân, dẫn quân đánh trận là nghĩa vụ của ta. Các vị là người xuất gia, rời xa hồng trần. Ta và các vị vốn không thể nào kết giao với nhau, nhưng mà bây giờ chúng ta lại kề vai sát cánh. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta có cùng chung một lý tưởng, vì sự an bình của quốc gia, vì sự yên ổn của bá tánh.
chúng ta nhất định phải đánh đuổi Hoa Khẩu ra khỏi Đại Minh. Đánh đuổi Hoa Khẩu, đánh đuổi Hoa Khẩu. Mọi người sẽ lập tức lên đường. Ta không biết mọi người có còn trở về hay không, nhưng mà ta không còn lựa chọn. Đây chính là chiến tranh. Chiến tranh là cần có người hy sinh. Các huynh đệ đã sẵn sàng hết chưa? Sẵn sàng. Đa tạ. Ta kính các vị sư phụ. Chuỗi Phật châu này có 108 hạt. Ta dịch chuyển một hạt, mọi người sẽ di chuyển một bước. Khi ta lần chuỗi hạt này tới lần thứ 10 là mọi người đã tới sau núi. Khi ta lần tới dòng thứ 12, mọi người nhất định phải là xâm nhập vào giữa quân doanh. Ở chiến trường chính diện, bọn ta không thể giúp tướng quân. Hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau trong quân doanh của Hoa Khống. Xuất phát. Kim Khoa, ngươi dẫn theo 300 binh mã ở ngoài quân doanh của chúng công khai khiêu khích, dụ địch chú ý vào các ngươi, cố gắng khiến địch phải tiêu hao hỏa lực. Chừng nào tân binh bắt đầu đột kích? Sắp bắt đầu rồi, đi chuẩn bị trước đi. Rõ. Bái kiến đại soái. Nguyên kính, có chuyện gì sao? Ngươi muốn phái tân binh đột kích quân doanh Hoa Khẩu? Đúng. Làm vậy quá mạo hiểm. Ta bắt buộc phải làm vậy. Chẳng lẽ chúng ta không còn cách nào khác hay sao? Đây là cách duy nhất. Lỡ không thành công, vậy 30 tân binh đó sẽ phải bỏ mạng oan uổng. Lúc đánh trận cần phải có năng lực lựa chọn chuẩn xác. Ta đã đưa ra lựa chọn này. Ngươi không cần giảng binh pháp với ta. Xét về binh pháp, ta cũng không kém ngươi đâu. Ngươi có biết ngươi làm như vậy là đang đánh cược không? Vào những lúc cần thiết, chúng ta cũng nên đánh cược một lần. Ngươi phải lập tức thay đổi quyết định ngay. Đại soái, ta cảnh cáo ngài, ngài không có quyền nói như vậy. Ta mới là chỉ huy tại đây. Ta là Du Đại Du, tổng binh Chiết Giang. Chiến sự ở Chiết Giang do ta phụ trách, nhưng trận đánh này do ta chỉ huy. Nếu còn có người dám khoa tay múa chân quấy nhiễu ta chỉ huy, ta sẽ xử theo quân pháp Thích Kế Quan. Ngay cả lời của ta mà ngươi cũng không nghe sao? Chẳng lẽ ngài đã quên hôm nay ngài không phải là tổng binh sao? Tên Thích Kế Quan này, Quân Môn đại nhân, ngài cười cái gì? Ngài thật sự đã quên hôm nay ngài không phải là tổng binh. Dù ta không phải là tổng binh thì ta cũng là trưởng bối của hắn ta. Ta lại cảm thấy Thích Kế Quan không làm sai. Đại nhân, ngài cũng cảm thấy vậy sao? Giá trị của một tướng quân là thể hiện trên chiến trường. Nếu ngài cứ đứng ở sau cản trở, sẽ càng ngày càng trở nên già đi.
Khoan đã. Mọi người cẩn thận một chút. Ở đây cơ quan khắp nơi, đi bước nào cũng phải cẩn thận, đừng để qua khẩu phát hiện chúng ta. Sao chúng vẫn chưa có động tĩnh vậy? Có lẽ là bọn chúng khiếp sợ rồi. Thích Kế Quang lắm mưu nhiều kế, không biết hắn đang giở trò gì. Ông dặn mọi người chuẩn bị sẵn quả lực, chưa nằm trong tầm bắn thì không được nổ súng. Khi đã lọt vào tầm bắn thì phải bắn thật dữ dội cho ta. Sau lượt đầu tiên tấn công bằng quả khí thì tới lượt đao của bọn ta. Ta muốn dùng máu của Thích Kế Quang nhuộm đỏ đao của chúng ta. Cẩn thận! Kim Khoa. Có. Đánh trống dương cờ. Rõ. Có chuyện gì? Làm sao bây giờ? Hiện giờ không thể đột kích vào trong. Hãy về báo lại với Thích Kế Quang, thay đổi kế hoạch hành động đi. Không còn kịp nữa, chúng ta bắt buộc phải đột kích vào trong. Giết! 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 Phụ trường thành thế sao? Các quân đệ, Thích Kế Quang đã hoảng sợ. Lát nữa khi chúng áp sát, bắn chúng thật dữ dội cho ta. Rõ. Tướng quân, Hoa Khấu rất xảo quyệt, tới giờ vẫn chưa bắn phát nào. Phía Nguyệt không sao rồi, sau núi cũng không có động tĩnh gì hết.
chắc bên phía Nguyệt Không đã xảy ra chuyện rồi. Giờ chúng ta nên làm sao đây? Tới giờ rồi, chính thức tấn công. Nhưng phía Nguyệt Không vẫn chưa có hành động. Chúng ta làm vậy quá mạo hiểm. Chỉ khi gây áp lực cho kẻ địch mới giúp Nguyệt Không có thêm cơ hội lớn. Chỉ cần Nguyệt Không có cơ hội, chúng ta mới có thể giành được chiến thắng hoàn toàn. Rõ. Xông qua đi, cắn răng xông qua là được thôi. Chúng ta có thể đối phó Hoa Khẩu này, nhưng chỉ cần chúng ta lộ diện, Hoa Khẩu sẽ lập tức tới cứu viện ngay. Một khi bọn chúng bao vây, chúng ta sẽ không còn cơ hội xâm nhập vào giữa quân doanh, và hành động lần này coi như hoàn toàn thất bại rồi. Nhưng Kim Khoa đã bắt đầu tấn công, nếu chúng ta không đột kích, Thích Kế Quang sẽ gặp nguy hiểm. Kim Khoa chỉ đánh nghi binh thôi. Hoa Khẩu đã đoán được ý đồ của Thích Kế Quan, chúng cũng đang chờ thời cơ. Giờ phải làm sao? Chúng ta cũng đâu thể ngồi chờ hoài. Chúng ta phải chờ Thích Kế Quan chính thức hành động. Tới khi đó, sự chú ý của kẻ địch sẽ hướng sang chỗ khác. Chúng ta sẽ lập tức xâm nhập vào trong ngay. Chúng đã lọt vào tầm bắn rồi. Tốt, khai quả. Ra tay đi. Không, để dẫn mọi người đi trước, để còn chuyện quan trọng phải làm. Ta ở đây siêu độ bọn yêu ma này. Đi đi. Nguyệt Kính sư huynh, Nguyệt Kính sư huynh, Nguyệt Kính, đi mau. Nguyệt Không, đi mau. Nguyệt Kính, đi mau, mặc kệ ta, xông lên. Trưởng quỷ, cô nghe kìa, là tiếng trống trận, đánh nhau rồi. Đi, chúng ta đi cứu người bị thương. Mau thông báo cho mọi người. Các tỷ muội, mau lên, mau lên. Đi, mau lên. Mau lên, đi. Mau lên. Tốt. Mau lên, mau lên. Khiêng cô bên kia, mau lên, mau lên. Không sao đâu. Ráng chịu đau nha. Đau quá, tôi đau quá. Ráng chịu một chút, thoa thuốc vào sẽ ổn thôi. Mau lên, mau lên. Khiêng người qua đây. Mọi người cẩn thận. Mau lên. Cứu người bên này. Mau lên, mau lên. Đau, đau quá. Mau lên, mau lên. Thích tướng quân, Thích tướng quân, nếu còn tiếp tục
sẽ có rất nhiều binh sĩ thương vong. Đội thứ hai, tấn công! Ba trăm người ngài dẫn theo, tới lúc ra trận rồi. Đại soái, tìm chỗ nấp ngay. Đúng là hoa khấu lợi hại thật. Nguyệt không sao rồi, hy vọng họ có thể nhanh chóng đột kích phòng tuyến của chúng. Thích Kế Hoàng đúng là điên rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy chúng ta còn chưa gặp tổn thất gì đã quét sạch bọn chúng không còn một tên. Lạ thật, ông có phát hiện sao hôm nay lại không có đám tân binh không? Đúng vậy, đúng là kỳ lạ. Nhanh lên tấn công chúng đi. Không hay rồi, hả? Mau nổ quả khí mà bắn bọn tăng binh, mau lên, mau xông lên. Đại nhân, đại nhân, đại nhân, sao ngài lại tới đây? Giết hoa khấu, ngài là quan văn, lúc nào rồi còn phân biệt văn võ nữa chứ? Thấy hoa khấu là giết thôi. Đội quả khí, mau lên. Ta lên đó phá hủy Phật Lan Cơ, huynh dụ bọn chúng đi chỗ khác đi. Dù có khó khăn tới đâu, chúng ta cũng phải chiếm bằng được Liệt Quả Sơn. Nhớ kỹ, nhưng lúc kẻ địch đang nạp thuốc pháo thì xông lên tấn công ngay. Đội quả khí, đội cung thủ, chiếm lấy địa hình có lợi. Mục tiêu là nhắm vào Phật Lan Cơ của Hoa Khấu. Mau lên, mau, mau lên, mau lên. Mau, mau lên, chiếm lấy địa hình có lợi ngay. Mau, 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 mau lên, mau lên, mau, mau lên, mau cứu người. Huynh có sao không? Ta không sao. Mau lên, làm gì vậy? Tiếp tục tiến lên đi. Cẩn thận.
Hải Thanh. Hải Thanh. Huynh có thể ôm muội thêm một lần nữa không? Muội là người rất kiên cường mà. Đa tạ huynh. Ta hứa với muội, đánh xong trận này, sau khi trận chiến kết thúc, chúng ta sẽ thành thân. Huynh là tướng quân, huynh không thuộc về muội, có thể chết trong lòng huynh. Muội đã mãn nguyện lắm rồi. Hải Thanh. Hải Thanh. Tránh ra. Giết. 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 Giết! 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 Năm đó, sau khi Ma Gia Thôn bị tàn sát, chỉ còn ta và Nguyệt Không còn sống sót. Ta không ngờ bây giờ Nguyệt Không cũng chết rồi. Vốn dĩ quốc gia của chúng ta rất yên bình, chỉ vì đám hoa khấu này
đã khiến số phận của chúng ta thay đổi rồi. Chẳng lẽ không thể ngăn chặn cuộc chiến này sao? Có thể, nhưng chỉ khi nào chúng ta có đủ sức mạnh mới có thể làm được thôi. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại iFilm. Uông Trực bị đánh bại, trốn sang Nhật Bản. Bí mật của Nghiêm Thế Phiên bại lộ, triều đình đã lưu đày hắn. Sau đó, Thích Kế Quang ở Phúc Kiến, Du Đại Du ở Quảng Đông, Hồ Tông Hiến ở Chiết Giang, ba người cùng nhau đánh đuổi Hoa Khấu ra khỏi bờ cõi, trở thành anh hùng dân tộc chống Hoa Khấu, lưu danh sử sách. Thiếu Lâm Tự. Nếu Nguyệt Không và Đại Cước Sư Phụ hiện giờ vẫn còn sống, họ sẽ tận mắt nhìn thấy Hoa Khấu bị chúng ta đánh đuổi ra khỏi đất nước. Tuy họ không tận mắt nhìn thấy, nhưng họ đã lấy máu của mình đổi lấy hòa bình cho tất cả mọi người.
quốc gia sẽ mãi mãi ghi nhớ công lao của họ và cả huynh nữa. Có bốn ơn lớn cần báo đáp. Họ vì báo ơn đất nước mà chết. Cái chết của họ rất đáng, không có gì phải hối tiếc. Cho nên ghi nhớ bọn ta hay không không quan trọng. Quan trọng là hy vọng đất nước chúng ta sau này không còn xảy ra chiến tranh. Như vậy cái chết của họ mới càng xứng đáng hơn. Tất cả mọi người đều mong như vậy. Mặc dù bây giờ Hoa Khấu đã bị đuổi ra khỏi đất nước, nhưng chúng vẫn như hổ đói rình mồi. Lỡ như không may lại xảy ra chiến tranh lần nữa, huynh có đi không? Ta nghĩ khi cần thiết thì bất cứ ai cũng không trốn tránh. Dùng Phật pháp cứu thế, thực hiện từ bi nhập thế, đây là quy tắc chuẩn mực của mỗi tăng nhân. Dùng sự viên mãn ở kiếp sau đổi lấy sự bình yên cho thế gian ở kiếp này, cũng là điều mà mỗi tăng nhân luôn mong muốn. Đây là thế hệ võ tăng mới mà chúng ta đang cố gắng bồi dưỡng.